Tin chuyển nhượng MU hôm nay 23 tháng 9 năm 2020, với số lượng trung vệ lên tới 8 người, huấn luyện viên Solskjaer đành loại Chris Smalling khỏi kế hoạch của mình và đồng ý để tuyển thủ Anh này sang Ý trở lại AS Roma. Ở trận Manchester United, MU thắng Luton Town 3-0 tại vòng 3 cúp Liên đoàn Anh rạng sáng 23:09 giờ Việt Nam, Smalling không có tên trong danh sách thi đấu, thay vào đó là trung vệ mới 18 tuổi được đăng ký là Tadan Mendy. Trong khi Eric Bailly được chọn đá chính cùng Harry Maguire thay cho Lindelof, MU vẫn còn các trung vệ dự phòng khác như Phil Jones, Marcos Rojo và Edson Tuanzebe. Vì số lượng quá dư thừa nên huấn luyện viên Solskjaer đã loại Smalling nhằm mở đường cho cầu thủ này sang Ý, đồng thời cũng sẽ cân nhắc chuyển nhượng hoặc cho mượn thêm trung vệ Rojo và Tuanzebe. Tuy nhiên, ông Solskjaer đang có ý định sẽ giữ lại Phil Jones nhằm dự bị cho Maguire, Lindelof hay Bailly. MU cũng quyết định không mua thêm trung vệ mới nào bất chấp dư luận và các chuyên gia bóng đá Anh đề xuất như cựu tiền đạo tên tuổi của Arsenal là Ian Wright phải thốt lên nếu MU không sắm thêm một trung vệ đẳng cấp, họ sẽ đối mặt nguy cơ mùa thứ 7 trắng tay danh hiệu và cơ hội vào top 4 cũng không sáng sủa. Theo tờ The Sun, MU đang đẩy nhanh phi vụ chuyển nhượng Smalling đến AS Roma dù hiện Inter Milan cũng đang tranh mua, với giá chuyển nhượng đề xuất 18 triệu bảng. Mục tiêu của MU là cần sớm giải quyết chuyện đi ở của Smalling nhằm có chi phí để đẩy nhanh mục tiêu mua gấp là hậu vệ cánh trái Alex Ten từ Porto, cũng như đưa luôn Nicola Tagliafico của Ajax vào danh sách dự phòng nếu có bất trắc xảy ra. Huấn luyện viên Solskjaer xem mục tiêu tăng cường vị trí cánh trái hàng thủ MU là ưu tiên hàng đầu hiện nay vì một mình lúc so khó cáng đáng hết, trong khi hậu vệ trẻ Brandon Williams dùng xoay tua cho các trận đấu cúp xen kẽ với ngoại hạng Anh hiện có lịch đấu dày đặc. MU đang thương lượng với câu lạc bộ Porto mua Ten, nhưng đề xuất đưa hậu vệ Diogo Dalot kèm chi phí đã bị từ chối. Vì thế, Quỷ Đỏ muốn bán nhanh Smalling ngay tuần này để có tiền hoàn tất phi vụ mua Ten cũng với mức giá khoảng 18 triệu bảng. Vụ chuyển nhượng Smalling được xem là mở đường để MU đẩy nhanh việc thanh lý các cầu thủ dư thừa khác chủ yếu ở hàng thủ nhằm tinh gọn đội hình và có thêm chi phí để mua về ít nhất một tiền vệ chạy cánh phải nữa nhằm hoàn tất các mảnh ghép như ý định của huấn luyện viên Solskjaer. Huấn luyện viên Solskjaer cũng thừa nhận MU cần 4-5 trận trong giai đoạn này để ổn định lại đội hình. Ngoài các cầu thủ chuyển nhượng, chúng tôi cũng cần đẩy nhanh mua sắm và hoàn tất sớm để tìm ra đội hình ổn định nhất.